Dạ, đồ hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các anh, các chị, các cô chú ở tất cả các tỉnh phải nói là vô cùng rất xa, đa số là các tỉnh khu vực phía miền Tây hoặc về khu vực phía Tây Nguyên thì về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm vợ. Hôm nay là một ngày cuối tuần, đặc biệt là buổi sáng chủ nhật. Hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin, một người cha dắt theo hai đứa trẻ rất nhỏ về đây thì báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để giúp để tìm một người mẹ rất trẻ của mình. Câu chuyện này cũng lại thực sự là rất phức tạp. Bây giờ hiện nay thì người mẹ trẻ này có rất nhiều nguyên nhân, nhiều yếu tố hiện nay đã quyết định bỏ hai đứa con của mình và bỏ chồng để đi theo một cái có thể là một cái cuộc tình khác. Rồi câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi chào em trai nhé. Em có thể em giới thiệu em họ tên là gì? Trần Bảo Quốc, Trần Bảo Quốc ha. Em nhiêu tuổi đây Quốc? em sinh năm 86 thì nó cũng ba mấy rồi. Tuổi dần đúng không? Dạ. Rồi hôm nay em cùng với các con của em đúng không? Dạ. Từ đâu đây? Từ Lâm Đồng. Từ Lâm Đồng luôn. Ồ, xa vậy. Em đi bằng phương tiện gì? Xe đỏ. Xe đò luôn hả? Mệt không? Mệt Nó lắm có không? dừng nằm. Xe đừng nằm mà. Các con của em đi này có mệt không? Anh thấy phò phạc luôn kìa. Thì nó cũng mệt mà. Mệt ha. Anh trai nó lớn lớn giúp em nha. Đây là con của em luôn hả? Con đó. Đây là con gái của em luôn. Đây con đầu. Con gái, con gái em là năm nay mấy tuổi rồi? 1 tuổi rồi. Con em sinh sinh năm lẻ mấy? 2012. 2012. Bé họ tên đầy đủ là gì em? Trần Quỳnh Khởi Nguyên. Trần Trần Quỳnh Khởi Nguyên. Trần Quỳnh Khởi Khởi Nguyên. Nguyên. Tên dài dữ rồi. Rồi, hiện nay con em mà nghỉ hay là nghỉ hè hay là còn học? Nghỉ hè. Rồi, con bé bên này là bé mấy tuổi rồi? 3 tuổi mấy rồi? 3 tuổi mấy Gần nha? 4 tuổi rồi. Gần 4 tuổi. Chắc sinh 2019 đúng không? Tháng 11, 2019. Tháng 11 2019 ha. Rồi, gần 4 tuổi ha. Phải không? Rồi, hiện nay là mình có nhà ở Đắk Lắk, ở Lâm Đồng không? Mình ở Lâm Đồng hay Đắk Lắk? Lâm Đồng. Lâm Đồng có nhà không? Nhà cửa thì đầy đủ. Nhà lớn không em? Không, nói chung là 2 vợ chồng đó là với nhà với có cái xưởng mộc thì nhỏ làm đủ sống rồi. Xưởng của em hả? Em làm công việc chính là gì em? Thợ mộc. Thợ mộc luôn. Ngón tay của em bị làm sao kia? Ngón tay giữa bên tay phải bị làm sao kia? Ngày xưa làm máy ở nhà bị Là mộc. Ôi trời, nó tiện mất mất ngón này hả? thì mới bảo Ôi trời ơi, mất ngón luôn, đốt luôn. Rồi, em cho anh hỏi là hôm nay em về đây nhờ anh em sĩ Bình Dương đăng tin tìm vợ em đúng không? dạ Rồi, em cho anh hỏi là vợ em ấy, họ tên đầy đủ là gì? Đỗ Thị Tuyết Lam. Đỗ Thị Tuyết Lam. Vợ em sinh ngày mấy, năm mấy? 25 tháng 7 năm 94. 1994, còn em 86. Trên nhau 8 tuổi đúng không? Mình trước nhau đây là gặp nhau ở đâu vậy em? Ở Sài Gòn gặp Gặp nhau ở vợ. thành phố. Em đi làm công việc gì ở đó mà gặp vợ? Thì em thợ mộc. Em thợ mộc. Em làm mộc cho vợ hay là sao? Hay là đi ăn gặp nhau? Đi uống cà phê vợ mới lên đó, Vô tình gặp. vô tình gặp xong mấy bữa. Gua luôn. Vậy là hai đứa quyết định yêu nhau. Mình yêu nhau lâu không em? Nói chung là từ lúc nó 17 tuổi. 17 tuổi. Từ 17 tuổi. 17 tuổi, tuổi lúc đó em hai mấy rồi đúng không? Tầm 25 rồi đúng không? 24 25 rồi. Thế là yêu nhau. Yêu nhau khoảng bao nhiêu tháng? Nói chung là cưới đến Quen được 1 năm không? Hay mấy tháng? kia tới 5 đâu, kia tới 5 thì có bầu con này cưới. Có bảo cái cưới luôn. Hôm làm đám cưới là mình làm đám cưới hoành tráng không? Nói chung là mình dân thì nó vẫn bình thường vậy thôi, có nghĩa là cũng giống như họ người ta vậy thôi. Mình có đăng ký kết hôn không em? Có Đăng ký hả? Đăng ký tại đâu vậy em? tại xã Triệu Hải, Là ở đâu? xã Triệu Hải, huyện Đà Tẻ, tỉnh Lâm Đồng. Đám cưới tại Lâm Đồng. Vợ em nguyên quán ở đâu? Nguyên quán ở Trà Vinh, Trà Vinh. Vậy là người vợ em người Khmer à? người Lai Khmer thôi, ba thì người người Đồng Nai mình đây, còn mẹ người Khmer. Em nhắc lại là vợ em họ tên đầy đủ là gì? Đỗ Thị Tuyết Lan. Đỗ Thị Tuyết Lan, không phải người Trà Vinh đúng không? Không phải là người 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 họ Thạch đúng không? Không ạ, thật. Rồi. Vậy là bây giờ em cho anh hỏi này. Em có biết nguyên nhân gì mà hai vợ chồng em đến giờ phút này vợ quyết định bỏ hai đứa trẻ, bỏ Thì chồng để đi? em nói lúc lúc trước nghèo mấy hai cũng sống với nhau được, mà khi em thấy nó tội quá thì em mới mua đồ ở hai cái đó kê, thì em vẫn mua cái loa về đó, thấy làm về khổ, phù hợp về cực khổ đó. Sáng em thì em cũng sắm máy giặt rồi, từ ngày sắm máy giặt lên á thì có điện thoại thì nó sẽ là qua app đó. Áp gì?
Hát mà chơi hát với chơi game vậy rồi vậy. À, vợ em xài điện thoại nhiều. Xài chơi trên app. Dạ. Hát hò trên app. Dạ. À. Mấy tháng nay là từ Tết đến giờ là xài nhiều lắm. Xài nhiều lắm. Đó, thậm chí đó, sáng ngủ dậy là app. Tới 7 giờ đi làm. 7 giờ đi làm thì trưa về cho nấu cơm rồi gì nữa. Rồi dọn ra ăn. Thì tối lại vợ em làm công việc gì? Vợ em phụ hồ. Ở đâu? Cùng địa phương hay ở đâu? Ở địa phương luôn. Sáng đi tối về hả? Dạ. Vợ em đi phụ hồ những người quen hay lạ? Người quen hết. Toàn người em biết đúng không? Người ở xóm làng không ạ? Hầu toàn xóm làng hiện nay không ạ? Xin chào quý vị các bạn. Thì hiện nay bên công trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Hạnh phúc không? Em nói là nó hạnh phúc, không phải là không hạnh phúc, mà do vợ em nó chỉ có bị sa đầy vào cái app đó rồi bắt đầu quen, nên do là nói chung là cũng chiều vợ quá. Vậy là em chiều vợ quá thì hư. Ngày trước mà em còn đập đánh là chỗ em nó sợ. Vậy là em chiều vợ là chiều như thế nào, em có thể nói rõ hơn đi. Thì bữa nay em nằm cửa dưới không? Hả? Em nằm cửa dưới đấy. Sao? Là em cửa dưới nó không? Cửa dưới? Vợ chửi hả? Không, chửi thì không chửi, nhưng mà nó một lần mà nói cái gì mà nói là hai vợ chồng mà ngồi nói thì mình nhịn tí. Nhưng mà hai vợ chồng có nổi nóng không á, thì ôm nhau cái là sáng mai hết. Nhưng mà từ cái ngày mà đi á, thì em đi mẹ điện, mẹ vợ điện lên á, là kêu cho mẹ nhờ con Lan lên thăm, để chở mẹ đi bệnh viện, đi khám. Thì em nói đợi 3 ngày thì em kêu là 3 ngày xong bác sĩ bên kia còn đi về bên kia. Em nói là có thằng nào trên đâu mà mày cứ ở hoài trên vậy. Là bắt đầu là nó mần ra một tràng rồi là nó đi luôn. Mà đi rồi nó có mấy lần nó có ý quay lại, nhưng mà trong cái tư tưởng, em biết trong cái tư tưởng của nó là còn hình của ba cha con đó. Đi mà đi mấy ngày rồi đòi về, đi mấy ngày rồi về rồi biết rồi còn đó. Thì đi được một thời gian là hơn 2 tuần đó, là về nhà. Thì em bắt xe từ Lâm Đồng về dưới Trà Vinh, và vợ em về dưới Trà Vinh á. Thì nói chung về đó thì ngày đầu của nó không có nhìn nhau gì hết, ngày sau thì có nói được 1 tiếng 2 tiếng đó. Nhưng mà công việc thì anh vẫn biết là nó còn có quan tâm đó. Quan tâm là cái thứ nhất là nó áo quần, nếu một người phụ nữ mà nó đã quyết định bỏ mình rồi thì không bao giờ nó giặt quần áo hay là nhờ ông già kêu ba anh mua rau nấu canh cho anh, hay là mua một cái gì mình ăn, hay là đi mua bánh xèo về vậy kêu mình xuống rồi đó. Nhờ con kêu xuống cũng không nói, nhưng mà nhờ con kêu xuống là biết có quan tâm đó, còn quan tâm nhiều. Nhưng mà biết chỉ có 1 phút nông nổi của nó thôi đó. Em biết là chưa theo biết. Bây giờ này theo em ấy, là vợ em đi đâu và làm gì? Giờ em cũng không biết là đi đâu và làm gì, nhưng mà trước khi đi nó khi đi nói với em á, ở với dẫn em á, thì đi thì nói với nhà bạn mà có khi nào mà ngày xưa mà không lên app á, là không bao giờ mà dẫn em quá chừng đó, chỉ cần em năn nỉ tí là được. Nhưng thì có em chưa biết là quay lại. Bây giờ này em nói như vậy là anh hiểu rồi. Vợ em từ khi mà xài điện thoại nhiều, lên app nhiều, đúng chưa, mà hát hò trên mạng nhiều. Vì vậy cho nên có thể là quen một số người, đúng rồi, cả đàn ông cả đàn bà, đúng, quen nhiều. Vì vậy cho nên bây giờ vợ em quyết định bỏ nhà thì đi luôn. Bây giờ cho anh hỏi này, trước đây là vợ em và em cuộc sống, trong cuộc sống mình có gây lộn nhau không, có cãi nhau, đánh nhau không? Nói chung đánh nhau thì có đánh, nhưng từ khi có thằng này mấy năm sau này có đánh đâu. Không đánh. Trước đây em đánh vợ bao nhiêu lần rồi? Trước kia em đánh thì nói chung là hai vợ chồng đánh 5-6 lần thì không biết. Em đánh đau không? Có mấy trận thì nó đau thiệt. Tại sao đánh vợ? Nói chung là hai vợ chồng tức nhau lên thì em đã nóng rồi, vợ em nó cũng nóng, nó đập lại. Thì em mới đập lại thôi, chứ còn nếu như vợ em nó không đập lại thì là em làm gì em có cớ em đập nữa. Rồi cho anh hỏi này,
Vậy là trong thời gian vừa rồi là hoàn toàn là vợ chồng sống không có vấn đề gì? Không có vấn đề gì Kinh hết. tế nhà mình ổn không? Và nói chung về ổn định lắm. À, kinh tế là ổn đúng không? Dạ. À, vậy là trước khi vợ em đi, vợ em có biểu hiện gì không? Thì em cũng nói chung là nửa năm lại đây á, là khi nào mà hai vợ chồng gây nhau đòi đòi bỏ đi không ạ? Vợ đòi bỏ đi trong vòng nửa năm đây. Dạ. Là cứ gây nhau hết là đòi bỏ đi. Dạ. Đến giờ phút này em đã tìm hiểu là vợ em đã đi đâu chưa? Hoặc đến nhà người thân, người quen? Nói chung nhà người thân, người quen thì em đã tìm hết rồi. Em đã biết hết rồi. Đó, em đã gọi điện hết rồi, không không có. Theo em thì hiện nay vợ em đang đi về hướng nào? Hướng mà em đang nghi ngờ là hướng Long An hoặc là Bình Dương. À, là đi theo một người đàn ông khác. Theo anh em như vậy. Không, thì em thì chưa chưa dám chắc được. Bởi vì nói chung là mình chưa có chứng cứ để mà hoàn toàn là chính xác. Nếu có chính xác thì... Trước khi vợ em bỏ đi này, là có đem theo tiền bạc đi không? Không, nói chung là không có ý định để đi. Thì không ý định tại sao đi? Sợ là người ta dụ thôi. Dụ gì? Vợ em năm nay bao nhiêu tuổi? Sinh năm 1994. Đó, bởi vì... Năm nay 30 tuổi, 29, 30 tuổi rồi. Đó. Hai con rồi. Thì sợ nó hay mềm lòng lắm. Mềm lòng à? Lên mạng, lên mạng, ở mạng, lên app này còn mềm lòng gì nữa em? Không, nói như con người nó rất mềm lòng. Mềm lòng à hả? Chưa chắc. Theo anh là chưa chắc. Dạ. Em có tin vợ em không? Nói chung là giờ phụ vợ em quê đâu? Dạ. Vợ quê ở đâu? Vợ quê ở Trà Vinh. Trà Vinh. Em sao em tin vợ vậy? Nói đôi lúc mình phải tin vợ một tí. Ừ. Nhưng mà giờ đã tin chưa? Vợ đi rồi giờ tin chưa? Thì vợ đi rồi giờ tin chưa? Hả? Vợ đi rồi thì mình cũng tin nhưng mà mình vẫn là tin. Thì bây giờ thế này nhá, thì em nói là trong vòng nửa năm qua đúng không, là vợ em có nhiều biểu hiện khác thường, cứ gây lộn nhau là vợ cứ tính bỏ đi. Cụ thể là vợ em đi lần nào chưa? Chưa, nói chung là khi mà lên Sài Gòn cũng em không biết là có xác định đi hay không. Ừ. Nhưng mà em thấy là em bởi vì trước khi nó đi là nó phải xuống nó định đi chơi với nghe kể lại là nó đi còn đi chơi với mấy đứa con gái nữa đã rồi. Ừ. Bắt đầu mới nó mới lên thuê phòng trọ. À. Mà thuê phòng trọ thì em nghĩ nó không có đủ cái giấy tờ mà để mà người ta vợ đem. Em có đem căn cước gì không? Không có căn cước. Có đem tiền đi không? Dạ không, đem thì đem tiền lên cho mẹ khám bệnh mà. À. Khám bệnh xong rồi đưa tiền cho mẹ thì nó đi ra thì đâu bao nhiêu tiền đâu. Em cho anh hỏi kinh tế gia đình mình ai là người giữ? Em giữ. À. Một ngày em nuôi vợ nhiêu? Thì nói chung là nó cũng có bức xúc về cái đó. À, đó. Thì còn em đưa cho vợ một ngày ít quá không đủ đúng không? Không, nói chung là hai vợ chồng nếu như mà nói về dự kỹ á, nói chung là về cái tiền bạc mà chi phí á, nói chung là về mà nó nói nó mà đúng là thì em đưa chứ. Bởi vì khi mà nói ở ba cần cái này cần cái kia là em đưa liền hết. Còn về vấn đề đó là về vấn đề báo hiếu là không bao giờ em nói một câu nào hết. Thì chỉ có giai đoạn em nghĩ chỉ có giai đoạn sau này không có tiền để không ít tiền để mà nộp vào game nữa. Nộp game làm gì? Có một tí để mà gài 4G 4GB vì 4G đâu nhiêu tiền, nó tháng trăm mấy 200.000 đấy. Chơi cả ngày mà. Cả ngày cũng vậy đấy, không hết nhiều đâu em. Thì không nói chỗ nhà là... em không có mạng wifi à? Có mạng. Mình không kéo đúng không? Nói chung là gần nhà hai nhà bắt cái mà. À. Hai nhà sát vậy mà. Thế thì còn chơi mạng gì nữa? Vậy mà kiểu để mà đi là nghiện game nữa, có nghiện game chơi. Mình đi làm hồ thì đâu có thời gian bấm đâu em. Vẫn nghe hát bình thường anh. Rồi lên app bắt đầu nghe mấy đứa hát rồi đi làm vậy. Vi phụ hồ mà vẫn đeo tay nghe nghe nhạc hả? Nói chung nghe 24/24. Ờ, vậy là vợ em có tí tình yêu rồi nha. Đây là biểu hiện của những người có tí tình yêu. Nghe anh nói chuyện là nghiêm túc đó. Bây giờ thế này, trong thời gian vừa rồi là cách em chia sẻ là 5-6 tháng, trong 5-6 tháng vừa qua là hai vợ chồng em cũng ngủ chung không? Ngủ chung hết anh. À. Ngủ chung là con này đều đặn mày má. À, vẫn bình thường ngon lành đúng không? À. Thế còn trước khi vợ em bỏ đi hôm đấy là vợ em có báo tin là vợ em chuẩn bị đi đâu không? Nói chung là mẹ vợ là điền lên cho em là đưa để cho nó đi đưa nó đi khám. Ừ. Đưa mẹ đi khám đó. Ừ. Đó. Xong rồi được chơi được 2-3 ngày á thì em mới nói thôi thì công việc nó cũng mắc thì em mới nói xe duy thân xong điền mà còn đi bắt xe là miền Đông làm gì đó. Hai vợ chồng mới nói về em nói rồi em nói có thằng nào trên đó đó. À, à, em nói này. Là có thằng nào trên đó hả? À, có thằng nào trên đó mà mày còn ở đó làm gì? Ừ. Rồi nó dẫn em là nó nói vậy luôn, nó đi là nó đi. Lỡ rồi đi luôn. Lỡ rồi nhưng còn không phải là do mẹ cũng có ép mà nó một tí áp lực rồi đụng vào nữa nên nó mới đi thôi. Ừ, cho anh hỏi này. Vậy là tối hôm ấy trước khi mà vợ bỏ đi ấy,
nhưng mà là sáng mai vợ bỏ đi đúng không? Dạ. Là tối nay là vợ chồng vẫn ngủ chung. Vẫn ngủ chung, vẫn quan hệ rồi kịp xa đi mà. À, vẫn ngon lành. Ngon lành mà. Ồ. Vậy là vợ không có biểu hiện gì để có dấu hiệu gì mình phát hiện? Không có dấu hiệu gì hết. Nhưng mà ăn mặc thời gian này vợ ăn mặc đẹp hơn không? Không, bình thường giống như bình thường, mọi bình thường thôi. Có bôi kem chất phấn gì ăn mặc rôm rúa không? Không. Có mỗi cái là hay lên mạng, hay lên app nhiều. Hay lên app nhiều thôi. Vợ có thường xuyên trò chuyện với người khác không? Có mà. Ờ, liên tục à? Dạ. Ồ, vậy đó. Rồi, vậy là hiểu rồi. Bây giờ này này, anh nói thật nhá, anh tư vấn thật với em này, em cái thứ nhất là chuẩn bị tư tưởng tâm lý, mình nuôi con, đảm bảo sức khỏe. Còn vợ em như này là nếu thực sự vợ em giận em, nhưng nếu thương con thì vợ sẽ quyết định ôm con đi. Đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà đây có thể là vợ em hết thương cả chồng cả con. Vì rất nhiều các câu chuyện này anh em Hiệp Chí Bình Dương đã giúp rồi, đã tìm được rồi. Nhiều chị em phụ nữ là có trường hợp bỏ 7 đứa con, có trường hợp bỏ 5 đứa con. Dù rằng chồng rất yêu, chồng không đánh một cái bạt tai, chồng rất luông chiều, cưng lắm, nhưng vẫn bỏ đi theo những cái người không ra gì. Anh em đã bắt sống quả tang luôn, đang sống trong nhà trọ cùng một người đàn ông khác. Đó là có thật. Dạ. Đầu tiên cứ không, em yêu vợ lắm, vợ em không đi đâu. Nhưng khi anh em tìm ra là bằng chứng cụ thể. Thì anh nghĩ là vì ở trọ là không có giấy tờ, là ở chung với thằng nó, nhưng nó chưa có... Đó. Nó không chịu nhận, nên em muốn bắt cho nó phải nhận. Không ai nhận hết. Nhá, để em phải bắt được trực tiếp rồi. Đúng, không ai nhận mắm thối cả. Đó, đúng chưa? Rồi em phải bắt cho trực tiếp để em... Bây giờ là em muốn nhờ anh em sĩ Bình Dương, mục đích chính là tìm vợ, biết thông tin vợ ở đâu. Một là giúp vợ em quay trở về, hai là có bằng chứng cụ thể cho em, đúng không? Dạ. Nhưng bây giờ này, các anh em nếu tìm được nha, mà vợ em ấy đi theo người đàn ông khác mà sống chung người đàn ông khác trong một căn nhà trọ hoặc một cái phòng nào đó, hoặc một căn nhà mà có bằng chứng, thì em còn muốn tìm vợ em nữa không? Thì em phải tới nói chuyện để cho hai đứa này thôi. Còn riêng nếu như nó có ý quay lại thì mình vẫn đưa đường để cho nó quay lại về nó chăm sóc con. Nhưng mà nếu quay lại thì lâu lâu mình có nhắc lại là em... Nếu như mà xác định nếu như nó quay lại không bao giờ em nhắc. Mình có tính hay nhắc lại không? Đúng là trước khi em có tính, nhưng bây giờ là anh nói anh sửa là em phải sửa. Sửa được không? Chắc không? Chắc luôn anh. Khó, anh thấy khó. Không, nếu về cái vụ này để sửa là em sửa được. Em có uống rượu không? Uống rượu ít. Uống được lít không? Nói chung là được nhưng mà ít đi uống. Ít đi uống, nhưng mà uống là uống được 1 lít. Đúng không? Vợ đi là hôm ngày bao nhiêu? Nói chung là ngày đi lại đấy lần 2 là ngày 16. 16 tháng mấy? 16 tháng 6. 16 tháng 6. Là cũng 16 tháng 6 mới đi đấy hả? Mới đi 3 ngày. Mới đi 3 ngày. Mới đi lại 3 ngày. Từ hôm 3 ngày này em uống mấy lít rồi? Em không uống nhiều lắm. Còn bình thường từ khi vợ đi là em không uống. Còn vợ ở nhà thì uống? Vợ đi ngoài thì uống. Vợ đi thì ở phòng trọ thì nhiều lúc vợ cũng nhiều đợt mới về đây á, thì vợ nói nhốt phòng trong phòng á, nhốt tôi đây đi, để tôi mặc kệ tôi, chết mặc kệ tôi. Vợ có thế? Ừ. Sao thế? Thì không biết là nó chán gì về em không biết, nhưng mà em biết là vậy là mình chắc thường xuyên mải mê công việc, bỏ bê vợ con đúng không? Không, em nói chung là em phải nhận đi chơi, nhưng mà có cái là nó mê game quá, nó không đi thôi. Vậy là đến giờ phút này anh hỏi thật em còn thương vợ không? Nếu vợ đi ngoại tình thì vậy còn thương không? Nếu như vợ cái quay đầu về thì em mới thương, em mới đi tìm, còn nếu không thương thì em không tìm rồi. Nhưng mà bây giờ nếu biết bắt sống luôn, đúng quả tang luôn, vợ ngoại tình với người ta, nhưng mà vợ bảo thôi bây giờ em sai rồi, em xin anh tha cho em, bây giờ vậy mình về mình có tha không? Tha cho em. Vẫn tha thứ nhé. Chắc không? Chắc em, bởi vì dù sao á thì nó một lần thì mình phải tha thứ cho người ta. Bởi vì hai đứa con mình đâu phải là sống với nó. Bây giờ nếu vợ em không về thì em một mình em nuôi được hai đứa con không? Nuôi nổi không? Nuôi thì nuôi nổi chứ, sao không nuôi nổi. Nuôi ngon lành không? Ngon lành nhé. Thế bây giờ trước mắt là bây giờ này, anh xin thành thật chia buồn với em là vợ đã bỏ đi, nhưng mà mình cũng cố gắng hết sức nha, yên tâm, bình tâm tư tưởng, mục đích chính là có đủ sức khỏe, công việc ổn định, đừng bỏ công bỏ việc. Còn vợ đã đi rồi thì nó về thì cái con đường mà anh nói thật là không phải không có, nhưng mà khó, vì mình là một người dưng rồi, nhưng mà con của vợ đúng không? Con sinh ra hai đứa, một trai một gái, rất dễ thương, mà vợ vẫn bỏ đi được, đúng không? Mà từ hôm nay thì không đái hoài về nhà thì mình suy nghĩ lại nhá. Thì em lại tìm ra để cho biết. Rồi, em có điều nào em muốn chia sẻ trên video này để hy vọng là vợ em xem được, vợ em suy nghĩ lại, vợ em thương con, vợ em sẽ quay trở về, hoặc báo tin vợ ơi, anh nói này,
giờ cha mẹ ở dưới nó, cha mẹ ở dưới thì em muốn nhìn cha mẹ của em dưới mấy ngày giờ cha mẹ em khóc ở dưới ấy, thương con mà giờ em cứ bỏ đi, giờ ví dụ em giờ em gây ra một cái họa gì đó, giống như em sống chung với người ngoại tình, bỏ chồng bỏ con ngoại tình, thì em biết ở cái xóm dưới đó thì cả nhà cả dòng họ em nó mang tiếng, con em nó mang tiếng, giờ đi ra ngoài người ta nói ờ con cha con này con của con kia ngoại tình này, nói chuyện vậy em có nghĩ là con mình có bị áp lực không? Đó, giống cha em kìa, mẹ em ở dưới kìa. Đó, em cứ suy nghĩ đi, đừng một phút mà nông nổi. Em biết em còn thương ba đứa con, đâu phải là không thương. Đó, nhưng mà em đừng nghe lời ngon ngọt mà để đi theo. Sau này á, em đã nói với em rồi, sau này nó có đánh đập á thì cùng mò về nhà đi, để mà chăm cho hai đứa con đi. Anh khi nào anh cũng tha thứ cả. Em đã nói rồi, anh không bao giờ đập đến em một lần nào nữa. Từ hai này, bởi vì em đã lên đây, em đã nói giữa cộng đồng mạng thì phải biết giữ lời, em không bao giờ đến em nữa. Nhưng chỉ cần em biết ăn năn và chăm sóc hai đứa để cho anh bình tâm để anh làm để nuôi thôi, nuôi con thôi. Giờ mình sống cho ai đâu, mình sống cho con, cho cha, cho mẹ thôi. Em cũng phải trừ cái đức lại cho con đi. Đừng để mà giống như mấy cái bà ở bên nhà mình đó. Em thử nhìn lại coi, nhìn vào nhà người ta coi. Con á, mẹ đi như vậy thì con nó cũng không ra gì đâu. Em cố gắng học cái gương ấy, đừng mà suy, đừng mà cái tính còn nhất thời đó. Hậu quả thì sau này em mới lệnh thôi. Đúng là em lệnh đâu, mình muốn phải mình em lệnh đâu. Mà tất cả con này, cha mẹ em này, em trai em này, đó nó lệnh đấy. Anh nói rồi, khi anh đã lên đây là thằng em trai của em cũng đã lên rồi đấy, lên gần tới đó. Em biết tính của nó rồi. Đó, nếu mà em không quay về thì em phải hiểu được cái hậu quả là như thế nào rồi. Hậu quả nhà em đó nha, chứ không phải anh đâu. Nhà em giờ dưới kia rồi. Em đi thì ai cũng biết rồi, nhưng người ta không biết là em có vấn đề đó không. Đôi lúc mình giấu được thì mình giấu thôi. Em biết là anh đã biết em có, nhưng mà em vẫn giấu đó, không phải là em giấu đâu. Anh đã thương em tới mức đó rồi thì em cứ thử suy nghĩ đi và để về với con, đừng để con bơ vơ này. Đó, giờ em cứ hỏi thẳng cái thằng đó, nó dám chấp nhận nuôi hai đứa con này cùng em không? Nếu như nó thương thật sự thì nó dám nuôi đi. Hai đứa con này cùng của em, em sẽ bỏ cho hai nó nuôi, nhưng nó phải cam đoan là con của em phải đi học đàng hoàng đầy đủ, không đánh đập. Em cứ hỏi thẳng là cho nó không đề không, thì khi mà em đã bắt gặp thì em sẽ hỏi, em mà đã bắt được thì em hỏi cho em coi. Không có người đàn ông nào nó thương được, đã có vợ rồi mà nó thương được. Nó là đã, em nó đã biết em có chồng mà bỏ theo nó thì không bao giờ mà em mà nó vì em bỏ tất cả đâu. Cùng một ngày nào đó là nó không bỏ em thôi. Nói chung là em chỉ nói vậy thôi, cho vợ hiểu. Cảm ơn những cuộc chia sẻ của em. Tất cả những thông tin mà em chia sẻ trên mạng xã hội cùng với đội hiệp sĩ Quan Thành Dương là cái thông tin em chia sẻ này hoàn toàn có đúng sự thật không? Đây là những cái thông tin em chia sẻ là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái thì em chịu hoàn toàn trách nhiệm. Em có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Quan Thành Dương là đăng thông tin, ghi hình và chia sẻ video lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ em? Em đồng ý. Rồi, anh cảm ơn em nhé. Rồi, chú chào con gái. Con có thể con cho chú biết là con họ tên đầy đủ là gì? Con tên là Trần Quỳnh Khởi Nguyên. Trần Quỳnh Khởi Nguyên á. Nguyên mấy tuổi rồi? Con 10 tuổi. 10 tuổi, con học lớp mấy? Con sắp lên lớp 5. Đang học lớp 4 đúng không? Yeah. Giờ mới thi trong lên lớp 5 đúng không? Yeah. Rồi, con bây giờ cho chú hỏi này, ba với mẹ lâu cuốn nhau không? Có đánh cãi chửi nhau không? Từ lúc sinh thải ra con thầy đánh nhau. Không thể đánh nhau hả? Ồ, thương quá à. Rồi, con học giỏi không? Con được học sinh trung bình. Trung bình rồi, à? Trung bình thì con. Học giỏi hay sao? Có thi khen không? Có. Có là giỏi rồi. Cố gắng ha. Nay mai học lớn này, học giỏi hay làm cô giáo hay làm gì? Muốn làm cô giáo không? Hay làm bác sĩ? Con muốn làm bác
Bác sĩ nha, học giỏi bác sĩ nha. Vậy ha, mẹ đi lâu chưa? Con nhớ mẹ không con? Nhớ nhiều không? Hàng đêm trước mẹ chịu bỏ đi là con ngủ với mẹ hay ngủ với ba hay ngủ với ai? Hay ngủ chung? Ngủ với mẹ chứ ba của riêng mà. Con ngủ với mẹ hay là ngủ chung hay ngủ riêng? Con ngủ với mẹ đúng không? Con yêu mẹ nhiều không? Bây giờ hôm nay con có mong muốn là mẹ về với con, với ba con không? Muốn mẹ về hả? Rồi, bây giờ chắc chắn là mẹ sẽ xem video các chú đội hiệp sĩ của Bình Dương chia sẻ này. Con nói chuyện đây để cho mẹ con xem được. Mẹ con thương con, mẹ con quay về với con đi. Con nói mẹ ơi, con, nhớ con không? Con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi, con nhớ con không? Con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ đang đi đâu? Sao mẹ bỏ con? Mẹ đang đi đâu mà mẹ bỏ con và em ở một mình với ba? Hôm nay con đi về đây tìm ba con, tìm mẹ con có mệt không? Mệt lắm không con? Mệt hả? Mệt nhưng mà muốn tìm mẹ đúng không? Con có biết mẹ đi đâu không? Không biết hả? Mẹ có đánh con ba lần bao giờ không? Mẹ thương con không? Hàng ngày mẹ ở nhà mẹ có nói chuyện với con không? Ít nói chuyện lắm. Ít nói chuyện lắm hả? Thế mẹ làm gì mẹ đang không nói chuyện với con? Mẹ cứ chơi cái app gì. Mẹ cứ chơi cái app gì? Con có mong muốn là mai mốt mẹ về là hàng ngày hàng đêm ấy, khi nào mẹ con ngồi nói chuyện nhau là hai mẹ con nói chuyện nhau nhiều hơn không? Có thì nay mai mẹ về con phải nói chuyện với mẹ như vậy nha. Mẹ đừng chơi điện thoại nhiều, con muốn mẹ nói chuyện với con được không? Con có mất muốn là mất mẹ không? Không à. Hôm nay con mong muốn nhất điều gì nào? Mẹ về với hai chị em. Ồ, con có thương ba không? Có. Ba có chửi con không? Cũng ít chửi. Cũng ít chửi, hư mới chửi đúng không? Phải thương ba mẹ nha con. Học giỏi đi. Ba có cho con đi chơi bao giờ không? Ồ, vui không? Vậy là trước khi mẹ bỏ đi, mẹ có nói chuyện là mẹ sẽ bỏ đi không? Hôm đó con có biết không? Con đang ở đâu con không biết? Nhà chơi không biết luôn hả? Ồ, rồi chú cảm ơn con nhé. Chú sẽ tìm mẹ cho con ha. Rồi, bé trai chú cho hỏi con tên gì con? Con tên gì? Con tên gì nào? Nói đi con. Nói đi. Con mấy tuổi rồi? 4 tuổi nha. Hôm nay con đi đâu tìm mẹ hả? Nhớ mẹ không con? Yêu mẹ không? Yêu nhiều không? Yêu không? Nói chú nghe nào, con yêu mẹ không? Con có muốn mẹ về với con không? Ồ, con gọi mẹ ơi về với con đi. Mẹ ơi về với con. Nói đi con. Thôi chắc nó biếng nói rồi. Không nói một ít nói, không nói với nó Ừ, một câu chân này bỏng bao giờ kia, bỏng bô bao giờ đâu. kia. Nó từ cái mẹ nó đi. Trời ơi, bỏng bô luôn rồi. Sẹo luôn. Rồi ngoan nghe con nhé, ngoan là mẹ về ha. Thì hôm nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận cái thông tin của em cũng như con gái và con trai của em. Thì các anh em sẽ chia sẻ trên mạng xã hội. Hy vọng là các cô các chú anh chị ở tất cả các tỉnh, nếu ai biết được thông tin chính thức một người mẹ rất trẻ này thì báo tin cho anh em hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ khuyên để cho em gái quay trở về cùng với chồng và đặc biệt hai người con thơ của mình. Bởi vì hiện nay thì hai người con thơ rất cần cái tình thương của mẹ. Bởi vì trong thời gian vừa qua thì anh em hiệp sĩ Bình Dương đã tìm được rất nhiều trường hợp rồi. Hy vọng là em gái này đang say nắng say mưa mà đi theo một người đàn ông nào đó thì hãy tỉnh táo và quay trở về. Bởi vì đây là hiện nay là con của em mà em không thương đúng không? Chồng em sống với em ấy quãng thời gian cũng trên 15 rồi mà em không thương, bây giờ đột đùng một cái. Mà trước khi đi anh nghe được cái câu chia sẻ của chồng em thì anh thực sự là cũng rất thương, là hai vợ chồng vẫn còn làm cái chuyện đó đúng không? Rất ngon lành. Mà đùng một cái mà đến giờ phút này em lỡ lòng nào em đi thì rất lấy là buồn. Hy vọng là em hãy suy nghĩ lại và em quay trở về cùng với chồng với con của mình đi. Thôi cuối video này anh chúc em cùng với gia đình mạnh khỏe, thượng lộ bình an. Bởi vì cái chuyến đi này, cái cuộc hành trình này phải nói rất xa, từ đây về Lâm Đồng đúng không? Để quãng hành trình là mấy trăm km. Hy vọng là em hãy bình tĩnh nhá. Để các anh em thì chúc Bình Dương sẽ tìm vợ cho em ha. Rồi, kính thưa cô chú anh chị bạn, ở đây tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo. Một em trai ở từ Lâm Đồng dắt theo hai đứa trẻ rất nhỏ về đây tìm một người vợ của mình ở quê tại ở khu tỉnh rất xa.
thì không hiểu lý do nào đó mà người vợ trẻ này quyết định bỏ chồng, bỏ con của mình, đi đến giờ phút này cũng mấy ngày qua rồi. Thì anh em Bình Dương đăng tải thông tin này, các cô chú anh chị ở tất cả các tỉnh thành, ai có xem được thì có thể là chia sẻ giúp đội hiệp sĩ quân Bình Dương, để đội hiệp sĩ quân Bình Dương sớm tìm ra thông tin chính thức người mẹ trẻ này, để giúp người mẹ trẻ này quay trở về cùng gia đình. Xin thân ái và chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp theo.